Ngày hôm nay nói về giao tiếp thì tôi giới thiệu 4 cuốn sách. Cuốn đầu tiên thì ngay đầu tiên tôi đã mào đầu rồi, Sức mạnh từ. Thực ra nó có cuốn ấy, có một cuốn nữa các anh chị mà máu lên thì cũng nên đọc, Thôi miên của lời nói. Nhưng môn cái cuốn này hơi bảng môn tả đạo. Môn đấy chủ yếu là để cho những anh mà cùng một lúc có 5 cô bạn gái, tức là dùng thao túng lời nói hay lắm. Kỹ thuật dạy thao túng lời nói cực kỳ hay. Ví dụ như là này, thế nào là thao túng lời nói? Anh chị, các anh có để ý không? Là các chị rất hay thao túng mình bằng cách này. Anh chỉ được thế thôi. Thực ra mình chỉ lỗi có một lần nhưng bị quy kết là anh toàn thế, tức là ý nói anh rất là lăng nhăng, có đúng không? Lãnh đạo thế, một năm mình làm tốt từ 1 đến tháng 1 đến tháng 11 mẹ không thấy khen không nào, tháng 12 làm sao ai mà làm tốt được mãi, tháng 12 gặp lỗi phát là cứ bị đánh như đấy. Loại mày nó chỉ thế thôi. Ủa, 11 tháng liền em tốt thì không được đánh giá, lúc nào cũng chây vào cái chuyện thao túng lời. Tất cả những kỹ thuật đấy áp dụng khắp nơi. Ví dụ như là đấy, các anh chị mà đọc quyển Thôi miên lời nói thì tối nay về khả năng lớn là thế nào cũng có con 15 Pro Max, biết cách nói. Dạ vâng. Cuốn thứ hai mà tôi đã nói, tác giả là một ông chuyên gia của FBI, Hyland BI, Fox. Cuốn thứ ba là của hai vợ chồng Ngôn ngữ cơ thể. Cuốn thứ tư này chỉ có ở Việt Nam. Cuốn thứ tư này ông tôi đưa cho. Hồi 2010 tôi học ở Mỹ thì đây là cuốn gọi là 90 phút Falling in Love. Các bạn biết tại sao lại chọn là 90 phút không? 90 phút là thời gian một trận đá bóng, 90 phút là thời gian trung bình để ăn bữa ăn tối. Cuốn sách rất hay. Cuốn sách Falling in Love này nó dạy cách là làm sao để chinh phục người khác. Tuy bằng tiếng Anh nhưng mà đọc rất là dễ chịu, dễ đọc lắm. Đây là 4 cuốn sách mà về giao tiếp là tôi muốn rất là chia sẻ các anh chị.